Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Bản tin số 23 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây. Kia Cerato 2021 thế hệ thứ tư chuẩn bị ra mắt tại Hàn Quốc có những trang bị nổi bật gì để đấu với Mazda 3? Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước, phiên bản nhập khẩu Thái Lan tăng giá bán nhưng xe vẫn vô cùng khan hiếm. BMW 8 Series Grand Coupe phiên bản đặc biệt có sức mạnh lên tới 335 mã lực đã ra mắt tại Mỹ. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hãng xe Kia vừa công bố những hình ảnh về chiếc xe Cerato 2021 phiên bản nâng cấp thế hệ thứ tư. Mẫu xe hạng C dự kiến có thể sẽ được ra mắt tại Hàn Quốc ngay trong tháng 4 này. Xét về ngoại hình của Cerato ở phiên bản mới, nổi bật nhất chúng ta phải nhắc tới đó là cụm đèn chiếu sáng có cách tạo hình rất ấn tượng. Dải đèn LED được cách điệu nằm ở phía trên và ở dưới cụm đèn. Mặt ca lăng lưới tản nhiệt hình mũi hổ được làm nhỏ lại, không còn quá to kịch như ở phiên bản cũ. Phần húc gió phía trước có thiết kế giống với Hyundai Elantra. Tương tự với phần đầu xe thì phần cụm đèn hậu ở phía sau cũng mang ngôn ngữ thiết kế với những dải đèn LED đứt đoạn phá cách, tạo ra một phong cách trẻ trung và năng động hơn. Bên cạnh đó, cản dưới được sử dụng nhựa đen sơn mờ kết hợp với khuếch tán gió giúp cho phần đuôi xe rất ấn tượng. Đáng chú ý là Kia Cerato 2021 sẽ mang logo mới của Kia. Bước vào bên trong khoang nội thất của Kia Cerato 2021 thế hệ thứ tư, các bạn sẽ thấy rằng nó cũng không khác biệt nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Một vài thay đổi nhỏ cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là xe đã được nâng cấp thành phanh tay điện tử. Cụm màn hình trung tâm giải trí được tăng kích thước và những nút bấm xung quanh phần cần số cũng được bố trí gọn gàng và khoa học hơn. Vô lăng xe với thiết kế 3 chấu cách điệu sử dụng logo mới và bảng đồng hồ tốc độ cũng mang hơi hướng thể thao hơn. Điểm đáng chú ý về khả năng vận hành đó là xe được trang bị khối động cơ Smart Trim thế hệ mới với dung tích xi lanh là 1.6 đi kèm với cụm hộp số vô cấp IVT cho ra công suất tối đa là 121 mã lực, mô men xoắn cực đại 154 Nm. Còn về chi tiết những tính năng trang bị của Cerato 2021, hãng vẫn chưa công bố chính thức. Ở trong phân khúc xe sedan hạng C ở tại thị trường Việt Nam thì Kia Cerato là một trong những cái tên bình ổn nhất về mặt doanh số bán hàng. Không phải là mẫu xe cạnh tranh top 1, top 2 ở bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy do Vama thống kê. Tuy vậy thì mẫu xe này luôn luôn nằm ở trong top 10 các dòng xe bán chạy nhất tháng. Trong đó, đối thủ Mazda 3 thì có phong độ khá là phập phồng. Theo nguồn tin đến từ Zing.vn thì Ford Ranger 2021 sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu tại Thái Lan. Hiện tại các mẫu xe bán tải của Ranger nhập khẩu từ Thái Lan đang có mức giá bán từ 30 tới 70 triệu đồng so với giá niêm yết từ website của hãng. Lý do cụ thể đến từ nguồn cung của xe bán tải Ranger đang dần khan hiếm, Ford Việt Nam không nhập về nữa để chuẩn bị bán xe lắp ráp trong nước. Mức tăng này đến từ gói phụ kiện bán kèm. Những khách hàng chấp nhận mua xe kèm phụ kiện sẽ được giao xe trước. Hiện tại thì Ford Ranger 2021 đã được lắp ráp tại nhà máy Hải Dương và đang chuẩn bị quá trình chạy thử nghiệm ở tại nhà máy Ford trước khi được giao xe với các đại lý trong khoảng 1 đến 2 tháng tới. Với tâm lý, người tiêu dùng Việt Nam luôn luôn cho rằng xe nhập khẩu có chất lượng tốt hơn xe lắp ráp trong nước. Chính vì thế mà nhiều người tiêu dùng ồ ạt tìm mua Ranger bán tải nhập khẩu trước khi lô xe cuối cùng hết hàng. Thậm chí có những cá nhân sẵn sàng chi thêm khoản tiền lớn hơn để sở hữu được xe. Chính vì thế mà trong tháng 3, Ford Ranger là một trong những cái tên gây bất ngờ khi dẫn đầu doanh số toàn thị trường với 2.171 xe được bán ra. Đây là một trong những thành tích lâu lắm rồi mà Ford Ranger mới có dịp quay trở lại sau khi thời điểm thuế trước bạ xe bán tải bị tăng từ 2 lên 6%. Cá nhân tôi cho rằng người tiêu dùng Việt Nam đã quá quen với việc sử dụng những mẫu xe bán tải nhập khẩu, mà trong khi đó Ranger giờ đây đã chuyển sang lắp ráp trong nước. Có lẽ sắp tới đây sẽ phải mất một quãng thời gian dài để hãng xe Ford tạo dựng lại niềm tin đối với người tiêu dùng trong nước với những sản phẩm không còn mới, nhưng mới về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. BMW vừa giới thiệu ra thế giới phiên bản đặc biệt của dòng 8 Series Grand Coupe với tên gọi là Collector Edition. Phiên bản này được cải tiến từ mẫu xe 840i Grand Coupe. Về phần khả năng vận hành thì mẫu xe 8 Series Grand Coupe Collector Edition được trang bị khối động cơ 3.0 lít tăng áp cho ra tổng công suất là 335 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Tại thị trường nước ngoài thì mẫu xe 840i Grand Coupe được sử dụng hộp số tự động 8 cấp Steptronic kết hợp với hệ dẫn động cầu sau, ngoài ra còn được tùy chọn thêm hệ dẫn động 4 bánh X-Drive. Tuy vậy thì phiên bản Grand Coupe Collector không phải là phiên bản cao nhất của 8 Series.
Vị trí này dành cho mẫu xe M8 Combination Grand Coupe với khối động cơ V8 tăng áp kép với dung tích xi lanh khoảng 4.4 lít. Khối động cơ này sản sinh ra công suất lên tới 616 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 750 Nm, một con số khủng khiếp so với một mẫu xe sedan hạng sang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi bản tin News số 23 của Auto Việt Nam. Ở cuối video thì mình xin được gửi gắm tới các bạn những hình ảnh ấn tượng về cựu danh thủ bóng đá thế giới David Beckham, drift mẫu xe SUV Maserati Levante Trofeo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.